Trung tâm văn hóa Pháp số 24 Tràng Tiền Hoàn Kiếm đã diễn ra chương trình guitar cổ điển Hà Nội. Trong chương trình, các nghệ sĩ lần lượt mang đến cho công chúng thủ đô những màn độc tấu và dòng tấu guitar đầy ấn tượng của nhiều bản nhạc nổi tiếng trên thế giới. Đặc biệt, chương trình còn có sự góp mặt của vị khách mời đặc biệt, nghệ sĩ guitar gạo cội Thor Johannesson đến từ Iceland. Chương trình độc tấu guitar cổ điển không chỉ góp phần thúc đẩy sự giao lưu giữa guitar cổ điển với khán giả thủ đô, mà đây còn là cơ hội trao đổi kinh nghiệm và tạo động lực phát triển phong trào hoạt động của bộ môn nghệ thuật guitar cổ điển tại Hà Nội trong thời gian tới.